Cà phê nóng sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác về trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chiều 18 tháng 2, công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901D về hành vi nhận hối lộ trong quá trình kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đức Minh, 44 tuổi, là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2401D về hành vi nhận hối lộ trong quá trình kiểm định xe cơ giới. Cơ quan chức năng cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Dương, 40 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tổng hợp Việt Lâm về hành vi đưa hối lộ quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tạm giữ niêm phong các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác điều tra